Quý vị và các bạn thân mến, vài năm trước đây, rất nhiều người biết đến sư Minh Tuệ qua kênh YouTube Nhân Gà Vlogs. Hình ảnh sư được quay lại tại một hang đá núi Sạn ở Nha Trang, Quan Sơ. Qua video, sư không thuyết pháp, cũng không tự nói về bản thân mình, mà chỉ trả lời, chia sẻ khi được hỏi một cách rất chân thực về hành trình tu tập của mình. Điều mà mọi người quan tâm chú ý hơn cả là những chia sẻ về việc thực hành trì giới của sư. Và mọi người nhận ra, sư Minh Tuệ đọc nhiều, hiểu rõ về Kinh Nikaya và hành y theo những lời Đức Phật dạy. Từ đó có nhận định rằng đây là một bậc chân tu. Cho đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới. Chúng ta không nên dùng từ nổi tiếng đối với một bậc tu hành và có sức lan tỏa rộng khắp vượt ra cả biên giới quốc gia. Và nhiều câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó, rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ có, chê bai, miệt thị có, muôn nẻo trần ai. Nhưng may thay, những người nghĩ tiêu cực về ông vẫn là thiểu số. Sư Minh Tuệ tu theo pháp khổ hạnh Đầu Đà. Một số nhìn vào hành trang và y giáo của ông mà phỉ báng, nào là điên khùng, nào là hành sát, thiếu trí tuệ, không theo con đường trung đạo mà Đức Phật khuyến khích. Nhưng những kẻ phỉ báng ông đâu biết rằng sư Minh Tuệ đang thực hành theo đúng chánh pháp. Ông làm theo những lời dạy trong Kinh Nguyên Thủy, đó là từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, một lối sống trong sạch, thanh tịnh, minh triết, buông xả tất cả, thiểu dục tri túc. Người ta nhầm lẫn khổ hạnh Đầu Đà là cách tu khổ hạnh trong 6 năm đầu của Đức Phật đi cầu đạo. Cái khổ hạnh ấy là ép sát, hành sát khiến cho cơ thể phải chịu nhiều đau đớn, có nguồn gốc từ Bà La Môn. Như vậy, khổ hạnh Đầu Đà, nghĩa nào đó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất. Nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng ở trí tuệ chứ không phải làm khổ cái thân. Nhưng họ nhầm lẫn giữa trí tuệ thế gian với trí tuệ Phật. Trí tuệ thế gian là khả năng nhận thức của con người có từ di truyền và học hành, trong khi trí tuệ Phật chỉ được khai mở khi người tu phải biết nghiêm trì giới luật. Có giới mới có định mới sinh tuệ. Cho nên, Đức Phật nói, ở đâu có giới hạnh thì ở đó có trí tuệ và ngược lại. Thực hành hạnh Đầu Đà cốt lõi là để chấm dứt mọi phiền não trần cấu. Vì ở pháp này, giúp hành giả có thể hộ trì các căn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh, dần đoạn diệt tham sân si. Đó là lý do vì sao người tu chỉ ăn ngày một bữa, giảm cái tham ăn, ngủ ngồi giảm cái tham ngủ, vì nằm sẽ dễ ngủ say ly bì, mặc ba y, thực chất là một bộ, nhu cầu tối thiểu giảm sự lệ thuộc, tham ái vào y phục. Một số người lại chỉ trích, hạnh Đầu Đà sao không sống độc cư trong rừng mà cứ đi lang thang khắp cả nước làm gì? Xin thưa rằng, thời nay, tìm rừng ở Việt Nam như thời Đức Phật tại thế là không thể được. Và sư cũng từng có thời gian ẩn tu trên núi Sạn. Vậy tại sao ông quyết định chọn lựa cách đi bộ hành khắp đất nước? Như ông đã trả lời, đó là đi tập học và rèn luyện sức khỏe. Thực ra, nếu hiểu sâu thì ông đang thực hành đúng chánh pháp Như Lai. Vì đi như vậy là cách để ông chánh niệm thân, thọ, tâm, pháp. Vì phải sống trong khổ, biết khổ, chứng nghiệm khổ thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ. Khi đó khổ sẽ tự chấm dứt, chứ không phải mong thoát khổ để được lạc. Trên bước đường của sư, nếu ông bị cám dỗ bởi vật chất, tiền bạc, sắc đẹp, tức là cái tham dục đã khởi lên, hay ông cảm thấy bị phiền toái khi nhiều người dây quanh, quấy nhiễu, tức là cái sân đã nổi lên. Do đó, nếu chỉ ẩn tu, chưa chắc chế ngự được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thế tục. Lại có nhiều kẻ phê phán rằng, ông đi như thế
có lợi ích gì cho xã hội. Cả xã hội ai cũng đi như ông ấy thì có gì ăn? Đây là những câu hỏi thiển cận, có tính chất ngụy biện hoặc đề cao quá về bản thân mình. Thế thì hãy tự hỏi mỗi người trong chúng ta đã làm gì cho xã hội? Ai cũng có phần đóng góp cho xã hội, không nhiều thì ít. Và những giá trị con người có thể tạo ra không chỉ được định lượng bằng vật chất, mà còn ở tinh thần. Lẽ thường, cái mà ta làm được dễ nhìn thấy là do bản thân và gia đình. Nhưng cái mà sư Minh Tuệ đã và đang làm cho xã hội lớn lao và rõ nét hơn ta rất nhiều. Đó là sư đã giúp nhiều người thấy được hình ảnh của Phật giáo Nguyên Thủy và bóng dáng tu hành cuộc đời Đức Phật. Sư như một tấm gương chiếu yêu có thể làm lộ ra chân tướng của một số sàm tăng, chuyển khoản tăng, hiển kế tăng, vân vân. Sư đã khiến nhiều người đang mê lạc, tà đạo, thức tỉnh trở về với ánh sáng của chánh pháp. Sư đã khiến nhiều người vẫn giữ được niềm tin vào Phật giáo và ngay cả những tín đồ tôn giáo khác cũng có cái nhìn thiện cảm và mến mộ đạo Phật. Sư đã khiến nhiều người tự soi xét lại chính mình mà giảm bớt tham sân si trong cuộc sống. Thậm chí, không ít người còn buông bỏ tất cả mà xuất gia theo bước chân của sư. Và nghĩa nào đó, sư đã khiến cho tình người gần gũi hơn, xã hội hòa ái hơn. Vậy, nếu xã hội mà cứ làm được như sư thì tốt biết bao. Khi đó, tôi tin chắc rằng xã hội không chỉ có ăn có mặc mà còn có một đời sống an lạc hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay, làm như sư sẽ không được mấy người đâu. Lại có người thắc mắc rằng, sao thầy tu mà xưng con, không xưng thầy với người khác? Thứ nhất là, ông đã chọn con đường buông xả, không còn ràng buộc việc tụ tập ở chùa cũ, cũng như không nhận mình là sư thầy của ai cả, cốt để khỏi ảnh hưởng đến bất cứ ai và không bị phiền hà về chuyện giấy tờ tu sĩ. Thứ hai là, việc tự xưng thầy của các nhà sư với Phật tử ngày nay chỉ là thói quen trong giao tiếp, không có sự ràng buộc nào. Suy cho cùng, đó là văn hóa ứng xử, tôn ti và quy ước xưng hô trong ngôn ngữ của người Việt. Chứ nếu ở tiếng Anh thì cũng chỉ là ai du hay tiếng Trung là quơ nị mà thôi. Ở một số cao tăng, họ vẫn xưng bằng tôi hoặc pháp danh khi giảng pháp. Còn sư Minh Tuệ xưng con với tất cả đại chúng. Hiểu sâu hơn, đó là ông đang thực hành phá chấp ngã, tức là ông không quan niệm mình là thầy, bỏ qua cái tôi mà khiêm hạ với mọi người, rõ ràng đây chính là tinh thần vô ngã. Hiện tại, trên bước đường tu, sư đến đâu, dân chúng cũng kéo theo hàng trăm đến hàng ngàn người, trong đó không ít YouTuber, TikToker, Facebooker. Điều đó khiến nhiều người lo lắng vì vấn đề an ninh hay sự phiền nhiễu cho việc tu tập của sư. Theo tôi, chúng ta chớ vội mà trách cứ, chửi bới những người làm các kênh mạng xã hội. Hãy nhìn vào mặt tích cực của họ, vì nếu không có họ thì làm sao tạo ra những hiệu ứng tốt đẹp lan tỏa về một bậc chân tu. Và với thời đại này, cũng cần nhìn nhận rằng việc hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sinh, chia sẻ những điều tốt đẹp sẽ rất hữu hiệu khi có sự hỗ trợ của truyền thông và mạng xã hội. Nếu không thì làm sao Phật tử ở Việt Nam biết đến những bài giảng của sư Pháp Hòa hay Tịnh Không và những bậc cao tăng khác nữa? Mặt khác, sự tụ tập của họ cũng là một phép thử để sư Minh Tuệ thực hành chế ngự tâm. Khi được nhiều người chú ý sùng bái, giái lại, nếu sư khởi lên cái tâm mình là quan trọng, là trung tâm, là ngôi sao, thì ngay lập tức, sự rơi vào ngã chấp, ngã mạn, tức là tâm tham ái cầu danh. Nếu họ dây quanh, khiến sư không có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt mà khó chịu nổi giận, tức là tâm sinh đã sinh khởi. Cho nên, những tình huống này là một phép thử cực đại trên bước đường trì giới và chánh niệm. Theo quan sát, dù đi bộ cực khổ đến đâu, nhưng lúc nào trên gương mặt của sư cũng an nhiên và luôn luôn nở nụ cười. Có lẽ sư đã đạt đến trạng thái tịch tịnh. Hay nhiều người dân tỏ lòng thương xót cho sư, xì xụp khóc lóc vì chứng kiến cảnh sư đầu trần chân đất
dãi nắng dầm mưa. Sự rung cảm này có thể hiểu được, nhưng đó là chúng ta lấy suy nghĩ và đôi mắt của người thế tục. Sự lựa chọn con đường khổ hạnh ấy khiến cho sư cảm thấy được lạc thọ nội tâm, và những trở ngại đó mới giúp sư đến gần với giác ngộ. Lại có người lo cho sư vì những tai họa có thể ập đến bởi những thế lực đen tối. Xin cũng đừng lo. Khi đã chọn con đường này thì phải là một bậc đại dũng. Chả phải sư từng nói, còn cho con sống thì con tu tiếp đó sao? Đây là tinh thần vô quý khi sư đã thấu triệt vô thường, vô ngã. Điều mà ta nên quan tâm là liệu sư có thực sự đã đạt được tâm thái đó hay chưa? Nếu đã đạt thì Niết Bàn cũng không còn xa nữa, vậy tất cả nên hoan hỷ. Tôi đoán rằng, tất nhiên, đến một giai đoạn nào đó, có thể là sau khi chứng nghiệm khổ, rèn được thân tâm, sư minh tuệ sẽ ẩn tu. Vì để giác ngộ, khi giới hạnh đã đầy đủ, cần phải thiền để nhập định. Chắc chắn những ảnh hưởng của sư đã khiến cho tiền rơi vào túi một số sàm tăng ít lại, và cứ cái đà này có khi họ phải bán ô tô bán đất mà tiêu. Cho nên không lạ gì việc chống phá hãm hại sư Minh Tuệ đang vào guồng rất mạnh. Họ ban đầu bịa ra chuyện giả tu và có cả một ekip quay phim dàn dựng. Họ bôi bát tăng y, gọi áo phân lô bán nền, hay gọi chê cái nồi cơm điện là bình bát không chính thống. Nhưng mà họ làm sao hiểu được sư đã đạt đến cái tâm phá chấp. Sư đâu còn sợ mắc cỡ hay bị quê với mọi người. Và sư cũng có dùng điện thoại hay biết mạng xã hội nói gì đâu. Khi đã chọn đời sống phạm hạnh, sống xả ly, không gia đình, ngủ nghĩa địa, thì trở ngại lớn nhất là gia đình, người thân, mà sư còn vượt qua thì có xá gì. Hèn nhất là họ đã chụp mũ cho sư, gắn cái nhãn tổ chức nước ngoài phản động, dựng lên một ông sư ăn mày để chống phá Phật giáo Việt Nam và phá hoại đất nước. Xin thưa rằng, Phật giáo Việt Nam bị phá hoại bởi những sàm tăng, ma tăng đang được hậu thuẫn và dung túng. Chính họ đã lợi dụng thuyết nhân quả luân hồi để xuyên tạc bịa đặt và hù dọa cho những người u mê, sợ hãi bằng những viễn cảnh ghê rợn ở kiếp sau. Từ đó tiếp tục lợi dụng cúng dường như một phương cách để giải nghiệp báo, cầu phước báo, tăng trưởng công đức. Tiền càng nhiều càng tốt. Người mà có tâm đạo cúng luôn cả nhà cho chùa, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi nào đó, ở bình thường thôi, tóm lại là cúng dường và cúng dường. Do đó khi nào các ma tử ma tôn đang trà trộn vào chùa, khoác áo nhà sư mà bị thanh lọc là lúc Phật giáo Việt Nam được chứng hưng. Tất nhiên, khi tán thán về pháp hành của sư Minh Tuệ thì không đồng nghĩa với việc hạ thấp các pháp tu khác ở những bậc chân tu trên đất nước này. Mỗi người một căn cơ, một hạnh nguyện khác nhau, nên không thể ai cũng phải giống nhau. Mỗi cá nhân có mặt ở thế gian này là để hoàn thành một sứ mệnh của riêng mình. Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh, thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh đầu đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy tán thán kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái suy tôn thánh quá sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo. Để thấy rõ được ý nghĩa của việc tu hạnh đầu đà, xin dẫn lại lời Đức Phật khi tán thán hạnh tu của Ngài Ca Diếp. Lành thay Ca Diếp, Thầy có nhiều lợi ích, độ người vô lượng, rộng đến tất cả trời người đều được độ. Vì sao? Ca Diếp, nếu hạnh đầu đà này được ở đời, thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có pháp ở đời, thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Cũng vậy, thánh tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, đạo Tam Thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo, hãy học như Ca Diếp tu tập. Bị thanh lọc là lúc Phật giáo Việt Nam được chứng hưng. Tất nhiên,
khi tán thán về pháp hành của Sư Minh Tuệ thì không đồng nghĩa với việc hạ thấp các pháp tu khác ở những bậc chân tu trên đất nước này. Mỗi người một căn cơ, một hạnh nguyện khác nhau, nên không thể ai cũng phải giống nhau. Mỗi cá nhân có mặt ở thế gian này là để hoàn thành một sứ mệnh của riêng mình. Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh, thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh Đầu Đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy tán thán, kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái suy tôn thánh quá Sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo. Để thấy rõ được ý nghĩa của việc tu hạnh Đầu Đà, xin dẫn lại lời Đức Phật khi tán thán hạnh tu của Ngài Ca Diếp. Lành thay Ca Diếp, Thầy có nhiều lợi ích, độ người vô lượng, rộng đến tất cả trời người đều được độ. Vì sao? Ca Diếp, nếu hạnh Đầu Đà này được ở đời, thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có pháp ở đời, thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Cũng vậy, thánh tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, đạo Tam Thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo, hãy học như Ca Diếp tu tập. Tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, đạo Tam Thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo, hãy học như Ca Diếp tu tập. Tu tập. Lời Phật dạy, cách lìa khổ được vui. Làm được điều này, hát cuộc đời an nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời này ngắn lắm. Ai cũng cần phải nỗ lực cố gắng để có cuộc sống như ý muốn. Chúng ta hãy thử nghe lời Phật dạy để luôn có quý nhân trợ vận hạnh phúc như ý nha. Thứ nhất là sống không tham niệm. Sống không tham niệm cũng là một trong những lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ trong lòng rằng tất cả những người đang ở bên ta đều có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, trở nên tham lam, mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình. Người dù tốt với mình, nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Ngay như bố mẹ, với tình yêu thương vô điều kiện với chúng ta, cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp bên ta, che chở bao bọc cho ta mãi được. Chuyện phận hữu hạn dài ngắn khác nhau. Quý nhân lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là bản thân mình. Quá dựa dẫm tham niệm vào sự hỗ trợ giúp đỡ của người khác, mong ngóng quý nhân xuất hiện mỗi khi khó khăn, mà không có sự cố gắng của chính mình, thì chắc chắn sẽ có ngày rơi vào cảnh bơ vơ hụt hẫng. Thứ hai là sống lương thiện, yêu thương mọi người. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình. Song con người cũng là giống loài biết tư duy. Nghe Phật dạy làm người, lương thiện làm việc không cần cố gắng. Tiết chế ích kỷ của mình, lòng lương thiện sẽ mạnh lên. Người có tấm lòng lương thiện luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người, vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến. Bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm một phần công đức. Ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành. Sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải, hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu. Nghe lời Phật dạy, tấm lòng lương thiện sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. Thứ ba là sống khiêm nhường. Sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết. Theo lời Phật dạy, con người ta sống trên đời phải biết học hành khiêm tốn. Đó là đức tính mà ai cũng cần tu dưỡng.
dù có cao sang quyền quý đến đâu mà khinh khi người xung quanh mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy nỗi khổ cho mình. Dần hào quang trên đầu cũng sẽ dần biến mất. Nhưng khi học được hạnh lắng nghe, khiêm tốn, dù giàu hay nghèo, thì cuộc đời cũng sẽ được thêm nhiều dần hào quang bao bọc. Quý nhân cũng từ đó mà ra. Thứ tư là sống biết hàm ơn. Uống nước phải nhớ nguồn. Con người ta không ai có thể trở thành người tốt nếu quên đi gốc gác nguồn cội của mình. Cũng sẽ chẳng có được phúc báo tốt lành khi quên đi người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Quý nhân có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta, là người giúp chúng ta từ việc nhỏ nhất trở đi. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không bút gì có thể tả xiết. Đó là quý nhân đầu tiên của đời ta. Tiếp bước vào đời, ta được quý nhân là thầy cô chỉ bảo giảng dạy cho ta. Lại có thêm quý nhân nữa là bạn bè luôn ở bên yêu thương giúp đỡ ta. Biết ơn người từng giúp đỡ mình cũng là cách để thu hút dẫn quý nhân. Những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta đều mang một ý nghĩa nào đó. Hà cớ gì phải đi đâu xa xôi để kiếm tìm quý nhân. Thứ năm là sống quyết đoán, biết hành động đúng lúc. Đừng nghĩ rằng ta chỉ có thể thành công khi có quý nhân trợ giúp. Theo lời Phật dạy, người chín chắn trưởng thành khi có ý tưởng tốt, đã suy nghĩ kỹ càng thì nên lập tức hành động, chớ nên do dự đắn đo để lỡ thời cơ. Cách gặp quý nhân cực dễ chính là bản thân bạn phải tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, thì khi đó sẽ dễ được quý nhân trợ giúp. Người chưa làm đã lo thua thiệt thì dù có quý nhân bên mình cũng khó làm nên chuyện. Thứ sáu là sống có khí phách. Quý nhân sẽ ưu ái giúp đỡ những người có khí phách, bởi ở họ luôn toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Quý nhân cảm nhận được rằng sự trợ giúp mà mình dành cho họ sẽ thực sự đáng giá và đem lại kết quả tốt. Người có khí phách, có ý chí, có tham vọng, có ham muốn học hỏi để không ngừng tiến bộ, vượt bậc. Họ không giấu dốt, không ngại thể hiện ra mình còn có nhiều thiếu sót và bày tỏ tinh thần cầu tiến, nên được quý nhân hỗ trợ. Còn với những người so đo tính toán, không kiên định, dễ thay đổi, lại sợ mất thể diện, thì dù có được quý nhân trợ giúp, chưa chắc họ đã chấp nhận và vui vẻ làm theo. Phật dạy về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì tham. Phật dạy, ba nỗi khổ cũng là ba nguyên nhân dẫn tới khổ đau của con người là tham, sân, si. Trong đó, chữ tham đứng hàng đầu. Vì lòng tham nên mới sân hận, vì tham nên mới si mê, u tối. Dục vọng từ tham mà ra, cũng vì tham mà lớn lên thành nghiệp ác. Tham lam không phải là bản chất của con người. Phật dạy rằng, bất kể ai sinh ra như tờ giấy trắng, đều có trái tim thuần hậu và thiện lương. Nỗi tham lớn dần lên theo năm tháng, theo những điều mà con người muốn sở hữu và đang sở hữu. Càng có nhiều thì càng tham nhiều, càng mong nhiều lại càng tham nữa. Dục vọng không bao giờ dừng lại. Lòng tham tạo nên dục vọng, và dục vọng phóng đại lòng tham. Nếu không biết tiết chế, kìm nén lòng tham, thì chắc chắn con người sẽ rơi vào tai họa. Vì như Phật đã nói, lòng tham nổi lên, phúc đức tiêu tán. Dù làm trăm ngàn việc tốt, cố gắng tu tích thế nào mà không buông bỏ được lòng tham, thì tai họa dẫn đến, phúc lộc vẫn bay đi, không giữ lại được gì. Mà tham thường đi liền với ác. Vì tham nên làm ác để thỏa mãn thứ mình muốn, làm ác để thỏa lòng tham vô bờ bến. Người xưa có câu, người sống thiện, họa sẽ rời xa. Cho dù phúc chưa tới,
người sống ác, phúc sẽ rời xa cho dù họa chưa tới. Đừng nghĩ rằng tham mà không bị báo ứng. Nhân quả luôn có, dẫu rằng đến muộn. Con người sống giữa nhân sinh là điều thuận theo luân hồi nghiệp báo, không ai tránh được, càng không ai thay đổi được. Vì thế, Phật dạy buông bỏ lòng tham, tu tâm dưỡng tính, chính là việc đầu tiên để tích đức hành thiện. Muốn thiện, trước hết phải hết tham. Muốn phúc, trên hết là phải biết đủ. Không tham lam, không vọng tưởng, thì hạnh phúc ngay trong phút giây ấy, phúc đức ngay trong phút giây ấy. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó là đại trí tuệ. Cuộc sống là vô hạn, đời người là hữu hạn, cũng như thứ trên đời này là vô hạn, khả năng của con người là hữu hạn. Cứ níu kéo những điều không thể thuộc về mình, dành những thứ vốn không thể với tới, chính là một loại đau khổ, một loại hành xác. Từ bỏ tham lam, sống đời bình an. Tham lam là liều thuốc độc. Đức Phật chỉ về ba điều khi người ta mất đi mới biết, khiến ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Con người ta mệt mỏi cũng bởi sân si. Càng tham ái sân si nhiều thì càng mệt mỏi. Vì thế, trước khi rời bỏ cuộc đời này mà đi, nhất định phải học được ba điều này. Hãy cùng đọc câu chuyện sau đây. Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa, nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo. Ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm. Hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Vị tỷ phú về nhà trong lòng phấp phỏng hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc: hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút. Làm liên tục như vậy 21 ngày. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngã lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt, một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào, hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy. Trái tim ông bỗng thổn thức. Chưa bao giờ ông có được cái cảm giác thoải mái như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày. Trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cầm cuội đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi sự xúc động. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ ba: tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết và lại cuốn đi. Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế. Thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Thì ra, con người ta chỉ cần học được 3 điều trên thì sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai là cho đi, và thứ ba là buông xuống. Là người nhất định phải biết nghỉ ngơi. Phật giáo cho rằng trong xã hội này có 2 loại người: một là quá tham lam, mong muốn
và theo đuổi sự thành công, mong muốn kiếm tiền, ham muốn sao cho mình không ngừng vươn xa hơn nữa. Còn loại người thứ hai là sống không có mục đích, không có chí tiến thủ. Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ rằng có người mới được ít đã thấy đủ, có người biết đủ và cảm thấy vui vẻ. Đây là hai dạng người không giống nhau. Người được ít mà thấy đủ chính là người chỉ cần được chút ít đã xem là đủ. Người biết đủ, cảm thấy vui vẻ chính là người có nhiều cũng cảm thấy đủ, có ít cũng cảm thấy đủ. Có được nhiều thì càng tốt, có được ít cũng không sao. Họ không để mình cảm thấy đau khổ, không làm tổn hại đến người khác. Đó chính là biết đủ sẽ cảm thấy vui vẻ, tri túc. Nếu một người nào lao đầu vào kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào để theo đuổi thành công và tài phúc, mà không biết dừng nghỉ, sẽ có ngày cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Theo đuổi những chân trời viễn mộng khiến ta rất đau khổ, rất căng thẳng. Bởi vì khi ta đã giành được nó, ta lại sợ sẽ mất đi. Sau khi mất đi thì lại muốn giành được nó. Cũng gần giống như việc đánh bạc, mong muốn tất cả những đồng tiền ở túi kẻ khác là tiền của mình. Bị thua lại mong thắng, thắng được rồi lại muốn thắng nữa, không bao giờ biết thỏa mãn. Người thông minh là người biết nên làm và nên nghỉ ngơi hợp lý. Có như thế mới cân bằng cuộc sống và an nhiên tự tại. Đồng thời, con người sống cũng phải biết cho đi. Trong cuộc sống này, những gì ta cho đi bằng tình người mới thực sự đúng nghĩa là cho, mà không phải là sự trao đổi hay mua bán dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, nếu ta biết cho đi những giá trị vật chất để giúp đỡ hoặc chia sẻ khó khăn cho người khác, thì đây chính là cách giúp ta có thể nhận lại được niềm vui và hạnh phúc, bởi trong ta không có sự toan tính. Khi cho đi mà chúng ta không kèm theo bất cứ một điều kiện hay sự mong cầu nào, thì chính ngay khi ấy chúng ta đã nuôi dưỡng được lòng từ bi vô hạn. Khi ta cho mà không có sự tính toán thì sự cho ấy mới là cao thượng, nên ta sẽ nhận được sự an lạc, hạnh phúc. Còn một điều nữa, đó là phải học cách buông xuống. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham, sân, si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si, của mạn nghi, ác kiến, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm thôi rồi quên hết đi, cho đời mình được an vui. Tham lam là một liều thuốc độc, và dục vọng lại là con dao hai lưỡi. Có một cuộc sống ổn định rồi vẫn muốn theo đuổi sự thoải mái, có cuộc sống thoải mái rồi lại muốn hưởng thụ những vật chất xa hoa. Nếu dục vọng không có điểm dừng thì con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, và cũng không bao giờ tìm kiếm được niềm vui. Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có nhất trên cõi đời này. Bạn nên biết rằng khi bạn cả đời lao động vất vả, và khi đến tuổi về hưu, có nghĩa là bạn đã làm xong nghĩa vụ với đất nước, với gia đình và với bản thân mình. Đây là lúc bạn phải buông tất cả để niệm Phật và tu hành làm điều công đức, để tạo nhân duyên phước đức cho mình mà về với Phật. Nếu bạn còn tham và làm việc để kiếm thêm tiền, tức là
bạn đã ăn hết lộc của bạn ở đời này. Đời sau, bạn sẽ trở thành người nghèo khổ nhất thế gian. Và cái quan trọng là khi chết, tất cả dứt đi hết, không mang được gì, mà nghiệp thì vẫn phải trả. Vậy thì còn lý do gì để bạn không buông xả? Buông bỏ lòng ghen tị với bốn điều dạy của Phật. Buông bỏ lòng ghen tị là một hành động cao cả và mang lại sự giải thoát cho tâm hồn. Khi chúng ta ghen tị, chúng ta đặt mình vào tư thế so sánh và luôn muốn có những gì người khác đang có. Tuy nhiên, điều này chỉ mang đến sự đau khổ và không hạnh phúc. Hãy chấp nhận bản thân và tìm hiểu giá trị riêng của mình. Mỗi người chúng ta đều có những ưu điểm và tài năng riêng, và chúng ta không cần phải so sánh mình với người khác để thấy mình đáng trân trọng. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và tập trung vào việc phát triển và nâng cao năng lực của mình. Buông bỏ lòng ghen tị cũng là cách để tạo ra một môi trường tốt đẹp hơn xung quanh mình. Khi chúng ta không còn đắm chìm trong cảm giác ghen tị, chúng ta có thể tận hưởng và chia sẻ niềm vui với người khác một cách tự nhiên và chân thành. Đồng thời, chúng ta cũng tạo ra không gian cho người khác để phát triển và tỏa sáng, mở ra những cơ hội mới và đẩy mạnh sự phát triển chung. Thay vì chỉ tập trung vào những gì người khác có, hãy tập trung vào việc xây dựng cuộc sống của chính mình. Hãy đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ và tạo dựng những giá trị riêng mà chúng ta có thể mang đến cho thế giới này. Khi chúng ta không bị áp lực và khống chế bởi cảm xúc ghen tị, chúng ta có thể sống một cuộc sống tự do, bình an và tràn đầy niềm vui. Chúng ta có thể tận hưởng từng khoảnh khắc và trân trọng những điều đơn giản nhưng quan trọng trong cuộc sống. Hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà nó tồn tại trong lòng chúng ta khi chúng ta tìm thấy sự an bình và sự đồng lòng với thế giới xung quanh. Buông bỏ lòng ghen tị không chỉ giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, mà còn giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong lòng. Khi chúng ta có thể chào đón thành công và hạnh phúc của người khác mà không ghen tị, chúng ta đã tiến bước trên con đường đến sự tự do tâm hồn và trọn vẹn hơn trong cuộc sống. Biểu hiện của lòng ghen tị thấp nhất là khẩu nghiệp, nói điều sai quấy về người khác. Nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Phật dạy cách xóa bỏ lòng ghen tị để thân tâm an lạc, nhận ra giá trị của bản thân và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Nếu có lòng ghen tị, sẽ mắc phải những sai lầm rất đáng tiếc sau đây. Thứ nhất là tạo ra nghiệp ác. Vì thấy người có mà mình không có, nên tạo ra những việc trái với luân thường đạo lý để có cái của người hoặc hại người mà đoạt lấy cái mình thích. Thứ hai là không phát hiện ra khuyết điểm của bản thân. Chỉ vì chăm chăm thấy thành tựu của người khác, suy bì với người khác mà không tự soi rọi bản thân, xem tại sao mình chưa đạt được thành tựu đó, rút kinh nghiệm mà cố gắng. Thứ ba là mất đi bạn bè. Người hay ghen tị không được quan nghênh, không thật lòng đối đãi với người khác, nên bạn bè cũng dần mất đi. Thứ tư, phá hoại bồ đề tâm. Những thiện nghiệp công đức đã gây dựng đều bị mất. Tâm tình lúc nào cũng bồn chồn, không thoải mái, không yên ổn, nguy hại tới sức khỏe. Để chuyển biến thói xấu, bốn phương pháp từ bỏ lòng ghen tị theo lời Phật dạy dưới đây hãy thực hành hàng ngày. Thứ nhất là nhận thức tâm ghen tị là nguy hại, nhất định không làm theo. Thứ hai là quý trọng bản thân, tự hào vì mình đã đạt được và đang cố gắng để đạt được. Mỗi người có một phúc báo riêng, chỉ có tự mình chân chính làm nên mới là bền vững nhất. Thứ ba là tập thói quen
tùy hỷ công đức, học cách khen ngợi người khác, công nhận thành tựu của người khác. Thứ tư, quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh, một lòng hướng Phật, từ bi hỷ xả, thì lòng ghen tị tự khắc không còn. Phật đã truyền đạt những lời dạy vô cùng sâu sắc về lòng ghen tị nhằm giúp chúng ta thoát khỏi những cảm xúc đau khổ và tìm đến sự hòa hợp và bình an trong tâm hồn. Theo lời Phật dạy, lòng ghen tị là một trong những tâm tình có hại nhất và làm cản trở đường tới sự giác ngộ và hạnh phúc. Ghen tị sinh ra từ sự so sánh và ganh đua, từ lòng ham muốn và lòng tự cao tự đại. Khi chúng ta không thể chấp nhận thành công, tài năng hay hạnh phúc của người khác mà luôn luôn muốn có được những gì họ có, chúng ta đánh mất đi sự hòa hợp và sự hạnh phúc thực sự. Phật đã khuyên chúng ta phải tìm hiểu và hiểu rõ về bản chất của lòng ghen tị. Chúng ta cần nhận ra rằng sự khác biệt và đa dạng là điều tự nhiên trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều có những mặt mạnh và yếu khác nhau, và không ai hoàn hảo trọn vẹn. Chính trong sự khác biệt đó, chúng ta có thể học hỏi và phát triển bản thân một cách tốt hơn. Phật đã dạy rằng, để vượt qua lòng ghen tị, chúng ta cần rèn luyện lòng biết ơn và lòng từ bi. Thay vì nhìn vào người khác vì những gì người khác đạt được, chúng ta nên nhìn vào những điều tích cực và những thành tựu của bản thân. Chúng ta cần trân trọng và biết ơn những gì mình đã có và cống hiến sự quan tâm và lòng từ bi cho người khác. Lòng từ bi cũng giúp chúng ta tạo ra môi trường tốt đẹp, nơi mà chúng ta không cạnh tranh hay ganh đua với nhau, mà hơn hết là hỗ trợ và cổ vũ lẫn nhau. Chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và thành công của người khác một cách chân thành và tận hưởng hạnh phúc trong lòng khi chúng ta biết rằng sự thành công của người khác không làm giảm đi giá trị hay cơ hội của chúng ta. 25 lời Phật dạy về lời nói để tránh khẩu nghiệp. Theo giáo lý Phật giáo, lời nói có sức mạnh lớn và có thể tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc sống của chúng ta và của những người xung quanh. Dưới đây là những giảng quấn về lời nói từ Phật Đản Sanh. Lời nói thật, Phật dạy rằng chúng ta không nên nói dối trái với sự thật. Lời nói thật là nền tảng của tình yêu và sự tin tưởng. Khi chúng ta nói thật, chúng ta giữ được sự trong sạch và đáng tin cậy. Lời nói thật giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác và mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Lời nói tử tế. Phật dạy rằng chúng ta nên sử dụng lời nói với lòng tử tế và nhân từ. Hãy thể hiện sự lắng nghe, thông cảm và lời khuyên đúng đắn trong lời nói của mình. Lời nói tử tế có thể làm dịu đi những khó khăn và xoa dịu những đau khổ trong lòng người khác. Lời nói không gây hại. Phật dạy rằng chúng ta nên tránh nói những lời gây tổn thương và đau đớn cho người khác. Lời nói có thể là một loại vũ khí sắc bén gây tổn thương không chỉ đến người khác mà còn đến chính chúng ta. Hãy lựa chọn lời nói thông qua sàng lọc và suy nghĩ cẩn thận để tránh gieo rắc sự hận thù và gây ra những hậu quả không mong muốn. Lời nói đúng lúc và đúng đắn. Phật dạy rằng chúng ta nên biết lựa chọn thời điểm và từ ngữ phù hợp khi nói chuyện. Hãy chú ý đến tình huống và ngữ cảnh để lựa chọn những lời nói phù hợp và mang lại hiệu quả tích cực. Lời nói đúng lúc và đúng đắn có thể góp phần giải quyết xung đột, tạo nên sự hiểu biết và hòa thuận. 25 lời Phật dạy về việc ăn nói nên biết để tự răn dạy lấy mình và tránh khẩu nghiệp. Thứ nhất, nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình,
đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ quá địch thành bạn. Thứ hai, việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh. Thứ ba, nếu ta không thích người khác nói lời thô ác với mình, thì người khác cũng như thế. Vậy tại sao ta lại nhục mạ họ? Thứ tư, một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay. Nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm, thì anh ta mới thực sự được gọi là khôn ngoan. Thứ năm, lời nói có sức mạnh vừa phá quỷ vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. Thứ sáu, làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác, không nên làm gì nói gì cũng làm đến tận tuyệt cùng cực. Thứ bảy, ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng của chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng quyền rủa họ, tâm của bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hay nghĩ họ chính là thiện tri thức của bạn. Thứ tám, người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân khẩu ý, họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó. Thứ chín, hứa hẹn là một loại chấp niệm. Cả đời đa tình là phúc hay quả đều khiến đôi bên đau khổ. Thứ mười, đừng khẳng định về cách suy nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 11. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào, cần gì phải khổ như vậy. 12. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 13. Nói chuyện phô trương, cái bản thân có người khác không hưởng nhờ, cái bản thân có không biết chừng người khác còn có cái tốt hơn. 14. Nói chuyện nặng nề, nhân sinh nhiều muộn phiền, ai cũng muốn nhẹ nhõm, đừng khiến ai cảm thấy gánh nặng vì lời nói của mình. Không nói được lời hay, hãy lấy im lặng là vàng. 15. Đánh giá học vấn, kiến thức mênh mông như biển mà hiểu biết của con người chỉ là một giọt nước, sao tự nhận mình là biết hết mà đánh giá người khác. 16. Đánh giá gia đình, gia đình với ai cũng thiêng liêng như nhau, tôn trọng gia đình người khác cũng như tôn trọng gia đình mình. 17. Đánh giá đức hạnh, mỗi người có những phẩm chất riêng, là tốt hay xấu, cao quý hay thấp hèn, hãy để tự mỗi người cảm nhận. 18. Đúng lý cũng không cần đoạn tận, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khoan dung cho mình. 19. Tài năng đừng quá ngạo mạn, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu chút đức khiêm hư cho mình. 20. Biết rõ về một người, không cần thiết phải tận nói, hãy lưu lại cho người ta 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu lại chút khẩu đức cho mình. 21. Đừng bao giờ xét về gia cảnh của ai đó, vì sự giàu nghèo của họ không liên quan gì đến bạn. 22. Đừng tùy tiện nổi giận với người khác, không phải họ đang nợ bạn, mà có lẽ chính là bạn đang nợ họ, và giờ đến lúc bạn phải trả cái nợ đó. 23. Đừng bàn luận nhiều về cách hành xử của người khác, vì có thể họ chính là chiếc gương của bạn, nhờ tấm gương đó mà bạn nhận ra những thiếu sót của bản thân. 24. Việc của người khác nên cẩn thận khi nói. 25. Có công không cần đòi hỏi tận cùng, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là
lưu được chút khiêm nhường cho mình. Cuộc sống sẽ vui vẻ, ý nghĩa hơn nếu như bạn biết bao dung, biết kiềm chế những cảm xúc, lời nói tiêu cực của bản thân. Mỗi sớm mai thức dậy, lòng thư thái, mỉm cười và trao những yêu thương chân thành đến với mọi người, những điều tốt đẹp ở phía trước vẫn luôn chờ đón bạn. Hiểu đúng về lòng hiếu thảo. Câu chuyện về lòng hiếu thảo. Ở Trung Quốc có một người gọi là Đổng Vĩnh, rất hiếu thảo với cha mẹ. Anh là người nghèo, trong khi đó hàng xóm của anh có tên là Dương Kỳ, là người giàu có. Bất chấp hoàn cảnh gia đình, mẹ của Đổng Vĩnh dù đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, mập mạp, tinh thần luôn vui vẻ. Gia đình Dương Kỳ tuy sung túc, ăn sung mặc sướng, nhưng mẹ của anh lại ốm yếu, bệnh hoạn, thường xuyên lo âu buồn khổ. Nhưng một ngày, cả hai cậu con trai đi vắng, mẹ của Dương Kỳ hỏi mẹ Đổng Vĩnh: "Bà cao tuổi, lại nghèo như thế, cũng không có gì ngon để ăn, vậy tại sao bà mập như vậy?" Mẹ của Đổng Vĩnh từ tốn đáp: "Là vì con trai của tôi rất là hiếu thảo, nó không dám làm một việc gì xấu cả, lại rất thật thà, chăm chỉ. Tôi không có điều chi đau buồn về nó, lại rất hài lòng, tâm hồn thoải mái, thân thể khỏe mạnh. Tôi thích như vậy nên tôi mập được." Mẹ của Đổng Vĩnh hỏi lại: "Bà có tiền như thế ăn toàn là thứ ngon vật lạ, tại sao lại ốm như vậy? Bà ốm như cây sậy có phải là và bệnh gì hay không?" Mẹ của Dương Kỳ trả lời: "Có tiền ăn của ngon vật lạ là vậy, nhưng con trai tôi tính tình không thật thà, làm ăn phi pháp. Hôm nay phạm pháp, ngày mai cũng phạm pháp. Bà hôm nay bị sai nhà bắt tra hỏi, mai lại có lệnh gọi của phủ đường gửi đến. Ngày nào cũng lo lắng vì nó, nên dù được ăn ngon cũng cảm thấy không vui. Từ sáng đến tối lúc nào cũng ưu sầu lo buồn, cho nên tôi ngày càng ốm đi, mập không nổi, đều là vì buồn bực chuyện này." Hiểu thế nào cho đúng về lòng hiếu thảo? Không chỉ đơn giản là vấn đề tâm linh, bổn phận hiếu thảo với cha mẹ là gốc rễ của việc làm người. Bất cứ ai cũng là con của cha mẹ, và rồi làm cha mẹ của con. Cuộc đời xoay vòng trong chữ hiếu và đạo hiếu. Lời Phật dạy về lòng hiếu thảo rằng: "Này các tỳ kheo, những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, được chấp nhận như ngang bằng với bậc đạo sư, đáng được kính trọng và cúng dường." Có thể nói đến đây, nhiều người tự nhắc nhở với bản thân rằng mình hiếu thảo với cha mẹ, nhưng không được bao lâu lại quên mất việc này. Đó cũng là vì chúng ta không hiểu đúng về lòng hiếu thảo. Thực ra là một người tốt, có lợi cho thế giới, cũng chính là hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu có bốn loại: có tiểu hiếu, đại hiếu, diện hiếu, cần hiếu. Tiểu hiếu là hiếu với gia đình, chính là có hiếu thuận với cha mẹ của mình ở nhà, chứ chưa hiếu thuận với tất cả mọi người, chưa có thể là một người hiếu quảng đại. Đại hiếu chính là hiếu quảng đại, hiếu với khắp thiên hạ, xem tất cả cha mẹ trên đời là cha mẹ của mình. Đây gọi là hiếu thảo với tất cả mọi người. Nhưng đại hiếu này còn chưa nói đến việc hiếu thảo chân chính. Hiếu thảo chân chính, đây gọi là hiếu thảo với tất cả mọi người. Nhưng đại hiếu này còn chưa nói đến việc hiếu thảo chân chánh. Hiếu thảo chân chánh hay còn gọi là chân hiếu. Lòng hiếu này vượt ngoài bốn loại hiếu kia, nó là một loại hiếu chân chánh. Vì thế tưởng rằng Đức Thích Ca xuất gia làm trái lời phụ thân là bất hiếu, nhưng không phải. Dù bị nhốt ở trong cung, nhưng Ngài vẫn lén đi xuất gia tu hành. Ngài tu khổ hạnh 6 năm trên núi tuyết, rồi sau đó Ngài ngộ đạo thành Phật dưới cội cây Bồ Đề. Đây là sự hiếu thảo chân chánh. Cho nên sau khi Ngài thành Phật,
ngài lên cung trời thuyết pháp cho mẹ. Cận hiếu là làm việc có hiếu với cha mẹ hiện tại, đi học cũng là phương pháp hiếu thảo với cha mẹ. Cận hiếu là hiếu thảo đời này, cận hiếu cũng có thể nói là triệu hiếu. Diễn hiếu là hiếu thảo muôn đời. Cha mẹ cho chúng ta thân thể này, không ai từ đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống. Vì thế, một người dù mang thân phận gì, từ vua chúa cho đến thứ dân, từ người trí thức cho đến kẻ không được học hành, từ người sang đến kẻ hèn, nếu bất hiếu với cha mẹ thì không đủ tư cách làm người. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi. Dù cha mẹ có xuất thân thấp hèn, cũng là người đã tạo ra mình, nuôi lớn mình bằng tình yêu, cho ta hình dáng như hiện tại. Nếu không có cha mẹ thì mình đâu có được ngày hôm nay. Hay có nhân vật sinh thành do điều kiện nào đó mà không nuôi nấng chăm sóc được mình, nhưng cái ân nghĩa của việc sinh ra thân này thì cũng đủ để mình mang ơn suốt đời. Có người vì hoàn cảnh này hoàn cảnh khác mà phải bỏ con mình, chứ thực ra thì không ai muốn. Và rồi những người con đó lớn lên thì oán trách cha mẹ, thì cái oán trách này cũng không đúng. Hãy quán chiếu cái ân tình của cha mẹ thuở ban đầu. Họ đã nên ân nên nghĩa với ta từ khi ta trú ngụ vào thai mẹ. Không ai có thể phủ nhận công ơn cha mẹ đã cho con dốc dáng hình hài, đã cho con cơ hội làm người mà không phải chúng sinh nào cũng dễ dàng có được. Vì thế, không nên oán hận cha mẹ, không nên khinh rẻ, bạc đãi cha mẹ. Phật giáo mỗi năm có một mùa Du Lan báo hiếu để tưởng nhớ công ơn của những bậc làm cha mẹ, để con cái tỏ lòng hiếu kính, cung dưỡng, tu phúc thay cho cha mẹ của mình. Nhưng không chỉ mỗi năm một lần, con người luôn có một lễ Du Lan trong tâm khảm, mùa mà ở đó việc báo hiếu cha mẹ được thực hiện hàng ngày hàng giờ như một lẽ tất nhiên. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất, cũng là cách dễ nhất. Lời Phật dạy về cách báo hiếu là những phương pháp, cách thể hiện lòng hiếu thảo cụ thể thiết thực. Bởi có những người lòng đầy yêu thương nhưng biểu hiện vụng về, không biết làm thế nào cho đúng. Mời các bạn hướng theo những điều sau đây. Thứ nhất, báo hiếu bằng lời nói và hành động. Tình yêu thương nếu chỉ giấu trong lòng thì không cha mẹ nào hưởng được. Hiếu đạo bằng lời nói dịu dàng và hành động lễ nghĩa mới chân chính là cách để cha mẹ cảm nhận và vui mừng. Nói đi đôi với làm. Con cái không chỉ nói yêu cha yêu mẹ mà còn phải dùng hành động để biến tình yêu đó thành hiện thực. Với những đấng sinh thành, không có niềm vui nào bằng niềm vui con cái trưởng thành, khôn lớn, hạnh phúc. Con lớn rồi sẽ hiểu lòng cha mẹ, biết thương quý cha mẹ, biết nói lời ân cần, biết quan tâm lúc cha mẹ khỏe mạnh hay đau yếu, biết ở bên cha mẹ mỗi lúc có thể. Thứ hai, báo hiếu khi tuổi nhỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ khi lớn khôn, có điều kiện kinh tế mới có thể báo hiếu. Cha mẹ nuôi con không quản tháng ngày, không mong rằng sau này con lớn lên sẽ báo đáp công ơn. Nên đợi con lớn chỉ là muốn cho con đủ vững vàng để tự đối diện với cuộc sống mà thôi. Hiếu đạo bắt đầu từ nhỏ, từ việc học hành chăm ngoan, không để cha mẹ phiền lòng, từ việc thăm hỏi và vui chơi cùng cha mẹ. Báo hiếu không có sớm, chỉ có muộn, bởi thời gian trôi nhanh. Con muốn dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, rồi tới ngày cha mẹ không thể đợi chờ được lòng hiếu thảo của con nữa. Thứ ba, báo hiếu khi trưởng thành. Phúc của một con người là nhìn thấy con cái có thể tự lập, có thể hạnh phúc, có thể tiếp nối dòng giống. Bởi vậy khi lớn lên, hiếu đạo được thể hiện bằng cách tích cực làm việc, chăm chỉ, cố gắng, nghiêm túc với việc lập gia đình và sống sao cho bố mẹ không phải muộn phiền. Và sống sao cho bố mẹ không phải buồn phiền. Những điều Phật dạy cách hiếu thảo với mẹ cha
tưởng dễ mà khó. Có những việc ngỡ rất bình thường, song không phải ai cũng hiểu. Thứ tư, báo hiếu lúc cha mẹ sai. Báo hiếu không chỉ làm cha mẹ vui, mà còn phải sẵn sàng chỉ ra những sai lầm của người lớn. Đã là con người, ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có lúc không chín chắn. Con cái thấy cha mẹ sai, phải lựa lời, lựa thời điểm để khuyên nhủ, giúp cha mẹ đi đúng đường, không dung túng, chỉ vì đó là cha mẹ mình. Thứ năm, báo hiếu lúc cha mẹ ốm. Sinh lão bệnh tử, dòng tuần hoàn của cuộc đời không chừa một ai. Cha mẹ rồi sẽ già yếu, sẽ đau ốm. Đó là lúc cần sự chăm sóc yêu thương của con cái nhất. Là lúc nâng khăn sữa túi, đỡ đần cha mẹ như lúc họ chăm sóc mình còn thơ bé. Đạo hiếu chính là không nề hà hoàn cảnh, không ngại khó khăn, lúc nào cũng bên cha mẹ. Thứ sáu, báo hiếu lúc cha mẹ mất. Khi sống thì phụng dưỡng, chăm sóc, chia sẻ ân cần. Khi mất thì thờ phụng, cung kính, tưởng nhớ không thôi. Đó là đạo làm con. Lễ Du Lan báo hiếu hàng năm chính là một trong những nghi thức báo hiếu lúc cha mẹ mất, tích phúc, tích nghiệp, ngay cả khi cha mẹ đã lìa xa cõi đời, sinh ly tử biệt cũng không quên ân nghĩa sinh thành. Thứ bảy, báo hiếu đối với người con Phật. Với những người hướng Phật, cha mẹ còn sống là niềm vui không gì sánh bằng. Bởi có thể khuyên nhủ cha mẹ hồi hướng Phật Pháp, cùng tu dưỡng tích nghiệp lành để được siêu thoát. Dẫn dắt cha mẹ trên con đường của đạo, tiến gần hơn tới cảnh giới an lạc. Thứ tám, báo hiếu với đệ tử xuất gia. Người xuất gia theo Đức Phật chính là cảnh giới cao nhất của báo hiếu theo lời Phật dạy. Không chỉ báo hiếu cha mẹ mà còn báo hiếu chúng sinh, bởi đó là phương pháp để giải thoát tất cả khỏi khổ đau đầy ải, tìm ra con đường hướng tới cực lạc. Lời Phật dạy, những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con cái. Điều thứ nhất, từ bi hỷ xả, là bốn chữ vàng mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng phải nhớ. Cha mẹ là nguồn cảm hứng và nguồn năng lượng cho con. Họ có trách nhiệm không chỉ dạy dỗ và hướng dẫn con đi trên con đường đúng đắn, mà còn cần tích phúc cho con để xây dựng một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Tích phúc cho con không chỉ đơn thuần làm việc đưa cho con những tài sản vật chất, mà còn là việc truyền đạt cho con những giá trị tinh thần, lòng nhân hậu và sự biết ơn. Cha mẹ nên dạy con cách đặt lòng thành của mình vào những việc lành từ thiện và chia sẻ với những người xung quanh. Qua việc hỗ trợ xã hội và giúp đỡ những người khó khăn, con sẽ hiểu được ý nghĩa của sự rộng lượng và đem lại hạnh phúc cho cả người khác và cho chính mình. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần tích phúc cho con bằng cách truyền đạt cho con những giáo dục tốt nhất có thể. Họ nên khuyến khích và ủng hộ con phát triển các kỹ năng và tài năng cá nhân, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho sự học hỏi và khám phá. Tích phúc cho con cũng là tạo điều kiện thuận lợi để con có thể phát triển tiềm năng của mình và đạt được thành công trong cuộc sống. Hơn nữa, cha mẹ nên tích phúc cho con bằng sự yêu thương và quan tâm không điều kiện. Họ cần dành thời gian chất lượng để dành cho con, lắng nghe và hiểu con, tạo ra một môi trường gia đình ấm cúng và an lành. Bằng cách này, con sẽ có niềm tin vào bản thân, cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ từ gia đình, và có động lực để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Quy luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Khi bạn làm việc thiện, bạn sẽ gặt được những trái ngọt. Làm điều ác, gặt trái đắng là điều đương nhiên. Chính bởi vậy, ngay từ bây giờ, các bậc làm cha mẹ nên sống từ bi hỷ xả, nhân hậu,
đối xử tốt với mọi người như chính bản thân mình. Có như vậy, đời đời kiếp kiếp sau, không chỉ bản thân được ăn quả ngọt, mà con cháu cũng được hưởng phúc từ những việc thiện mà mình làm. Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con, khi nảy sinh tà dâm, đối xử với người khác bằng thái độ gian xảo, ác độc, thì hậu quả không chỉ bản thân người làm cha làm mẹ phải gánh chịu, mà còn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của con cái. Nên nhớ rằng, lúc nào cũng chăm chăm ý định làm hại người khác, thì người ta chỉ chịu 3 phần, còn 7 phần là dành cho chính bạn đấy. Tu nhân tích đức chính là yếu tố phong thủy quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, giúp cải thiện vận mệnh theo chiều hướng tốt. Đừng tự hủy hoại bản thân và tương lai của thế hệ sau bởi một phút ích kỷ nhỏ nhen của bản thân. Điều thứ hai, cha mẹ cần biết tu khẩu để làm tấm gương cho con. Ông cha ta vẫn hay có câu: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Để nói lên tầm quan trọng của lời ăn tiếng nói đối với mỗi người. Cha mẹ không biết tu khẩu, không dạy con cái ăn nói đúng mực, chúng sẽ trở nên hỗn láo, ngỗ ngược, càng lớn càng khó dạy bảo. Ác quả của khẩu nghiệp, bạn đã thấu chưa? Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất trong việc tu hành. Khẩu nghiệp là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chứng đạo. Khẩu nghiệp là sức mạnh sát hại sinh mạng lớn nhất cho việc tu hành. Khẩu nghiệp là nghiệp lực chính yếu đưa ta đọa xuống ác đạo. Khẩu nghiệp là sức mạnh ngăn trở lớn nhất cho việc giảng sanh. Khẩu nghiệp khiến cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng. Khẩu nghiệp khiến cho tăng đoàn không hòa hợp, đạo pháp không hưng thịnh. Khẩu nghiệp khiến cho chúng sanh thoái mất đạo tâm, đoạn mất thiện căn làm người. Trong cuộc sống này cũng vậy. Nếu mong muốn mọi việc theo ý mình, ta phải học cách nhẫn nhịn, biết cân bằng giữa trái tim và lý trí. Lúc nào cũng để trái tim dẫn đường thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết cả. Vì thế nên biết giữ chừng mực trong mọi chuyện. Ngay cả khi đối đầu với kẻ thù, ta phải để cho tâm thanh tịnh, nhẫn nhịn và bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Hùng hổ lao vào mắng nhiếc chửi bới đối phương chỉ làm mất hình tượng của bạn mà thôi. Càng cho đi bao nhiêu, càng nhẫn nhịn bao nhiêu, ta lại càng dặn được về bấy nhiêu. Kết quả tốt sẽ đến với những cống hiến xứng đáng. Ác khẩu chính là một trong 4 điều bất thiện khiến con người nhận quả báo nặng nhất. Đó là vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu. Những lời nói thiện cảm có thể xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Ngược lại, lời nói độc mồm độc miệng sẽ khiến cho người khác chịu tổn thương, đôi khi lại là con dao 2 lưỡi, khiến cho bản thân người nói phải ăn năn hối hận cả một cuộc đời. Vì thế, bậc làm cha mẹ nên biết tu khẩu thường xuyên, tránh những lời nói thiếu thiện cảm để làm gương cho con cái noi theo. Điều thứ ba, cha mẹ nên biết kiềm chế cơn giận. Khi dạy con, cha mẹ nên lưu ý kiềm chế cơn giận của mình. Dạy con trong trạng thái bình tĩnh và điềm tĩnh sẽ giúp tạo ra một môi trường học tập và phát triển tích cực hơn. Dưới đây là một số lời khuyên để cha mẹ kiềm chế cơn giận khi dạy con. Thứ nhất là thực hiện kiểm soát cảm xúc. Khi cảm thấy tức giận hay căng thẳng, hãy tìm cách kiểm soát cảm xúc của mình trước khi tiếp tục dạy con. Thực hiện những kỹ thuật thở sâu, tập trung vào giải tỏa căng thẳng hoặc thả lỏng cơ thể để trở về với trạng thái bình tĩnh. Thứ hai là tìm thời gian để nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy mệt mỏi, áp lực, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng trước khi tiếp tục dạy con.
khi cha mẹ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, việc dạy con sẽ trở nên hiệu quả hơn. Thứ ba, sử dụng phương pháp giải quyết xung đột xây dựng. Thay vì đáp trả bằng cơn giận, hãy sử dụng phương pháp giải quyết xung đột xây dựng, lắng nghe con và cố gắng hiểu quan điểm của con. Hãy thảo luận và tìm ra giải pháp chung mà cả hai đều đồng ý. Bằng cách này, con sẽ cảm thấy được tôn trọng và hợp tác, và quá trình học sẽ diễn ra một cách khẳng khái. Thứ tư là sử dụng lời nói và ngôn ngữ tích cực. Tránh sử dụng lời lẽ khó nghe hoặc lời lẽ tiêu cực khi dạy con. Thay vào đó, hãy sử dụng lời nói tích cực và khích lệ con. Khi con mắc sai lầm, hãy tập trung vào việc giúp con hiểu và sửa chữa thay vì chỉ trích hay đổ lỗi. Thứ năm, xây dựng một môi trường học tập thoải mái. Hãy tạo ra một môi trường học tập thoải mái và an lành cho con. Cuộc sống xô bồ, bon chen khiến cho chúng ta có những áp lực riêng, dồn nén lâu ngày dễ làm cho con người nổi giận. Khi tức giận, ta khó kiểm soát được bản thân, dễ có những hành vi không đúng mực. Lúc ấy, hãy luôn nhớ lời Phật dạy rằng, tức giận chính là hình thức kinh doanh lỗ nhất trên thế gian này. Khi chúng ta không thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình, thì hậu quả không mong muốn sẽ thuộc về chính mình. Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con. Cha mẹ tức giận với con cái, vô hình chung sẽ gây tổn thương tinh thần cho những đứa trẻ và tạo ra khoảng cách với chúng. Khi tức giận, cha mẹ có thể giận cá chém thớt, nói và hành động không hay, vì lúc đó cơn giận đang kiểm soát bản thân. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng, vì cả giận mất khôn, lời nói khi tức giận sẽ rất nặng nề, khi đó sẽ làm rạn nứt mối quan hệ với con cái. Những lúc ấy, cha mẹ nên biết kiềm chế và im lặng khi tức giận là một sự khôn ngoan. Im lặng khi tức giận sẽ giúp cha mẹ tránh nói những điều không hay gây bất hòa với con cái. Đợi đến khi nguôi giận, hãy suy nghĩ một cách thấu đáo và giải quyết mọi chuyện một cách sáng suốt nhất.